Rồi, hôm nay là ngày 15 tháng 6 thì chúng tôi là những người dân vẫn còn mất ruộng, mà chúng tôi đi vào giữ ruộng thì bị quân của xã hội đen của Việt Hưng thuê là coi như là đánh ra đánh tôi, đánh dân. 3-4 người coi như là cứ đuổi tôi đánh. Giơ cái tay đau. Đấy. Đánh phụ nữ đánh tự chừng bờ già. Còn một chị gãy tay, cứ kế thì cứ kế. Thì là chúng tôi ra giữ ruộng thì là coi như là Việt Hưng, quân của Việt Hưng coi đánh các bà đàn bà và phụ nữ. Thế chúng tôi xô ra, chúng tôi bảo vệ thì coi như bị chúng tôi bị đuổi đánh luôn. 4-5 người đuổi. Cứ đuổi thì chúng tôi vụt gậy gộc. Toàn gậy vụt thôi.